Chiều qua ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc về công tác khắc phục hậu quả của bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn. Dự buổi làm việc có đại diện các bộ, ban ngành và 4 tỉnh thành phố khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 9 là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Về phía thành phố Đà Nẵng, dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ. Theo số liệu cập nhật đến 14 giờ ngày 31 tháng 10, với sức tàn phá của cơn bão số 9 có cường độ rất mạnh và thời gian lưu bão rất dài, mặc dù đã chuẩn bị ứng phó quyết liệt, khẩn trương, căn bản, song cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại rất lớn ở các tỉnh với 80 người chết và mất liên lạc, hơn 700 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 170.000 ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại, ước tính 10.000 tỷ đồng. Trong đó, các tỉnh thiệt hại nặng là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Về công tác khắc phục hậu quả sau bão và tìm kiếm cứu nạn, ngay sau khi nhận được tin báo về các sự cố hai tàu Bình Định và sự cố sạt lở, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Chỉ huy tiền phương và lãnh đạo các tỉnh, quân khu 5 và toàn bộ lực lượng quân đội trên địa bàn để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng triển khai. Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai rất tích cực và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết phức tạp, việc tìm kiếm cứu nạn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, tuy Đà Nẵng không phải là khu vực tâm bão đi vào, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, thành phố với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan trung ương đã chủ động mọi phương án ứng phó, qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bão gây ra. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản khắc phục được những hậu quả do bão và chuẩn bị bài bản các phương án ứng phó với các cơn bão sắp đến. Cơ bản là chúng tôi đã khắc phục được khoảng 80%, nhất là cái cảnh quan của thành phố với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là quân đội và lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và các lực lượng đã báo cáo Thủ tướng đến nay toàn bộ cái hệ thống cây xanh là đến nay cơ bản là đã hoàn thành và chúng tôi đang tập trung vào cho cái việc khắc phục các cái nhà bị tốc mái và báo cáo với đồng chí Thủ tướng, đồng chí là hiện nay để chuẩn bị cho cái cơn bão số 10 tiến vào và rút kinh nghiệm của cái đợt bão này. Vừa qua thành phố đã tiến hành rà soát lại ngay các cái điểm dân cư ở trên huyện Hà Vang có khả năng nguy cơ bị sạt lở. Qua nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cho bão số 9 gây ra và công tác tìm kiếm cứu nạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các địa phương phải có những biện pháp thiết thực và thật cụ thể để xử lý tình hình khi mà thiệt hại về người và tài sản rất lớn, vẫn còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy. Cảnh màn trời chiếu đất của người dân vẫn đang đặt ra yêu cầu cả hệ thống chính trị phải có biện pháp mạnh mẽ kịp thời hơn nữa. Vẫn có nơi còn bị cô lập, trẻ em chưa thể đến trường. Tình hình đó thật là cần thiết và cấp bách, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải có những giải pháp cụ thể đề phòng, khắc phục, xử lý tốt hơn, kịp thời hơn để trở lại cuộc sống bình thường của người dân. Để lại cuộc sống bình thường của người dân là rất quan trọng. Cho nên các bộ, các ngành và các địa phương đều phải có phương án để góp phần vào khắc phục cái tình trạng khó khăn rất lớn hiện nay. Thủ tướng đặt vấn đề trước tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, địa chất công trình thay đổi như hiện nay, thì về lâu dài phải xử lý vấn đề quy hoạch để đảm bảo an toàn cho người dân trong tương lai. Chứ không phải xử lý theo kiểu nóng đâu, phụ đó. Nhất là trong việc di dời người dân ra khỏi những vùng có nguy cơ sạt lở, Thủ tướng đề nghị các địa phương cần có nghiên cứu tổng thể từ địa chất, điều kiện sinh hoạt của người dân, cũng như lựa chọn bố trí hết các khu vực an toàn cách xa vùng bị sạt lở. Chúng ta sớm di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng mà nói như ông biết không phải đơn giản. Ta đi đâu, sống bằng cách nào? Thì những làng người ta là ở đó truyền thống hàng trăm năm, đặc biệt là cái biến đổi bất thường của thời tiết như thế này. Và nhiều khi nó không phải là do ngay chỗ đó gây ra và chính chỗ khác mang đến thì gì không biết được, nhưng mà dù sao nữa chọn những bãi bàn xa núi vẫn là những cái cách làm phù hợp. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương trước mắt phải nhanh chóng khôi phục hệ thống giao thông, vận tải hàng hóa, đảm bảo công tác y tế, cứu chữa người bị nạn, huy động mọi nguồn lực cần thiết, chung tay góp sức giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua tình cảnh khó khăn, sớm được cuộc sống trở lại bình thường. Đồng thời lưu ý các địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão số 10 để kịp thời có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại do bão có thể gây ra.